Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Không chỉ là bên cạnh những bộ phim mà Nhung cũng tham gia cả những chương trình thực tế, những game show nữa. Và đặc biệt trong đó có thể kể đến một chương trình cũng khá là thành công và với một cái sự lan tỏa rất là lớn, một cái sự ghi dấu ấn của Nhung cũng như là những cái bước ngoặt nữa. Đó chính là Sao Nhập Ngũ. Vậy thì với Nhung khi mà khoảng thời gian tham gia chương trình này cùng với rất nhiều các cái tên hot khác như là Khả Ngân hay là Mai Ngô hay là chị Hương Giang Idol thì Nhung cảm thấy như thế nào? Và trong khoảng thời gian này có những cái điều gì đáng nhớ? Nhung hãy chia sẻ rõ hơn với mọi người đi ạ. Nhung cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được là một trong bốn nghệ sĩ được nhận lời mời tham dự chương trình Sao Nhập Ngũ. Và cái khoảng thời gian đó là một cái khoảng thời gian rất là đẹp đẽ và giúp cho Nhung nhận ra được nhiều thứ. Phương Thúy muốn tò mò một chút là trong chương trình này, trong Sao Nhập Ngũ thì đâu là nhiệm vụ đã làm khó Nhung Gumi Hồ nhất và những cái cảm xúc của bạn khi thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào? Nếu mà nói về những cái khó khăn thì Nhung thấy là những cái thử thách ở trong chương trình, thử thách nào cũng khó hết trơn á, nhưng mà khi mà tham dự á thì Nhung học được là cái ý chí của mình, cái sự quyết tâm của mình phải cố gắng, phải đạt được cái mục đích đó thì nó nằm ở trong cái ý chí của mình nhiều hơn đó. Cho nên là cái đó là cái rất là quan trọng khi mà Nhung học được. Và cái việc khó hơn nữa đó là cái việc mà mình buông bỏ điện thoại, mình không có được liên lạc với người thân, không có được lên mạng, không có được gọi cho ai hết trơn á, thì cái đó là cũng là một cái thử thách rất là khó khăn với Nhung luôn. Nhưng mà khi mà vượt qua được khoảng mấy ngày đầu á thì những cái ngày sau thì Nhung mới cảm thấy là nhờ cái việc mà mình buông bỏ cái điện thoại nó ra, mình nhận thức được nhiều hơn. Mỗi buổi tối mà trước khi mà Nhung lên giường Nhung đi ngủ á thì Nhung ngủ kế bên cái giường ngủ của Nhung á là cái cửa sổ, xong rồi mỗi người thì được phát một cuốn sổ để mình viết nhật ký ở trong đó. Thì không hiểu tại sao là tại vì là mình không có được tiếp xúc với mọi người, xong rồi mình không có được nói chuyện với ai, thì cái cuốn nhật ký đó nó rất là giá trị luôn. Thì Nhung viết hết tất cả những cái tâm tư của mình ở trong cái cuốn đó, xong rồi mình nhìn ra ngoài cửa sổ đó và mình nghĩ mình nhận thức được nhiều thứ hơn nữa. Thì Nhung thấy cái khoảng thời gian mà ở trong quân ngũ là những cái khoảng thời gian mà Nhung rất là quý và nó đã giúp cho Nhung trưởng thành hơn rất là nhiều. Xin chào chị Huy, tôi tên Nguyễn Hồng Nhung, sinh ra tại Quảng Bình, hiện đang là diễn viên. Hết. Đầu tiên là em sẽ cố gắng không có bỏ cuộc, sẽ cho mọi người thấy một Nhung rất là khác, không có giống như trên hình. Mọi người sẽ nghĩ em là một người yếu đuối, nhưng mà sẽ thay đổi suy nghĩ của mọi người. Một là đối với xưng hô chào hỏi đối với cán bộ trong đơn vị. Một là khi hỏi hoặc khi gọi đến tên, công chí phải hô. Xin lỗi đồng chí, cho em ngồi xuống. Công chí xuống ba lô. Công chí đặt ba lô rồi xuống phía sau. Hạ ba lô xuống. Hai đồng chí bên cạnh, công chí đỡ ba lô xuống. Các đồng chí đặt thẳng ba lô xuống. Đồng chí Nhung làm sao? Đồng chí có đứng dậy được không? Dạ. Cho tôi xin 2 phút. Các đồng chí cứ bình tĩnh. Cái nội dung này có quân y sẽ tiến hành xử lý sau. Đồng chí quân y đâu? Thế khi mà tự dưng Nhung ngã thì đang có đỡ, nhưng mà đang chỉ nghĩ nó là một cái choáng thôi chứ không nghĩ gì cả. Thì một lúc sau thì thấy Nhung thực sự là nằm ra và say nắng. Thế sao còn là đeo? Tôi sẽ phân giường cho các đồng chí như sau. Đồng chí Hương Giang, đồng chí lên vị trí giường phía trên. Đồng chí Kim Ngân, đồng chí sẽ ở vị trí giường phía dưới. Đồng chí Mai, đồng chí nằm ở vị trí bên dưới này. Sau đây các đồng chí tận dụng thời gian để tiến hành sắp xếp và cất quân tư trang. Bắt đầu. Nhấp, không ngừng hết. Một đợt ít một thôi. Rồi thế nhấp tí thôi. Tại vì là em cũng không nghĩ là thời tiết nó dã man như vậy. Mà em sẽ cố gắng.
em lúc nào cũng cố gắng, và lúc mà em cảm thấy em khỏe rồi á thì em phải đứng dậy thôi, em phải lên em tập tiếp thôi. Trời ơi, áp lực quá. Nãy em nói xong em nhớ sao thì kêu cái em sợ em quên chân. Say nắng sao? Bị sốc nhiệt đúng không? Đây đúng không? Hả? Trên đây đừng. Đây bé lên cho. Không không, tự lên được, tự lên được. Được không? Được. Không có ngại gì chứ. Không sao, không sao. Lên đi xong em bê cặp lên cho. Đây, này, em, lên cho. Này mũ của em nè. Ừ. Biết không bê? Cố gắng đi. Trải chiếu ra hả? Mang đôi dép đó mang mới. Dạ, cảm ơn hai người. Dạ, em cảm ơn. Tụi tôi. Em có mang đôi vơi không? Tụi nè. Sao anh đôi vơi sexy vậy? Đâu có gì đâu mà sexy. Chết rồi, chị mặc cái đấy ra mấy anh giàu chị khỏi vơi luôn ấy. Em có ai nào đâu. Em có đem máy sấy nè. Nè Nguyễn Hồng Nhung nè. Ờ tôi để qua lại nha. Ở lại nha. Ờ. Đi phim á, mua được đó. Kệ hả? Ừ. Chẳng lẽ giờ lén lén bỏ vô thiệt chứ. Ờ chết á. Như đi du lịch đó nhờ. Ê, được. Được luôn. Sao của chị nhỏ quá giờ, của em bự anh đưa cho chị. Quần này nè. Dễ thương. Đầu quá. Abo chabo chabo. Đồng chí Mai đâu? Thay đồ. Có bán trái. Không dùng, công chí cất. Cái sổ tay à? Sổ tay công chí sẽ được cấp, sổ tay công chí để nguyên ở trong đấy. Cái đồng hồ à? Chí sẽ được cung cấp về thời gian. À, cho em xin một cái máy GoPro để ghi lại hình. Các đồng chí không sử dụng các nội dung quay phim. Tí nữa tôi sẽ giải thích lý do tại làm sao. Những cái đồ nào đồ nót của các đồng chí để lại, còn tất cả các đồng chí bỏ hết. Đồng chí cứ để đấy, đồng chí tắt nguồn. Rồi đồ nót đồng chí cứ xếp ra. Tiếp. Không vấn đề gì, các ông chí không phải ngại ngần. Camera chú mặt kìa. Đồng chí Nhung làm gì đấy? Em quên mất đồ. Thưa đồng chí chỉ huy, tôi xin phép được giữ lại một vài bộ đồ trang điểm để tìm ra của tôi đang trong quá trình điều trị. Mời đồng chí Nhung. Em cũng xin tôi em. Xin lỗi đồng chí, tôi cũng xin giữ lại một số đồ trang điểm. Đơn giản thôi. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút, công chí lấy toàn bộ cái vật dụng. Một, tôi quy định son môi và chân mày và kem dưỡng da để liên quan đến việc sắp xếp nội vụ vệ sinh trong quá trình thực hiện. Công chí rõ chưa? Dạ không thể được cả. Rõ chưa? Rõ. Công chí Giang rõ chưa? Dạ rõ rồi ạ, nếu mà có ý kiến ạ. Mời đồng chí Giang. Thế đồng chí là bởi vì cái đồ trang điểm nó không phải là quy định theo món ạ, mà là nó là chỉ là một vài món đồ thôi, nhưng mà nó phải có đủ các bước ạ. Thì bởi vì mình nghĩ rằng là chắc là thầy không hiểu về cái đồ trang điểm của con gái. Thế Giang lại xung phong trong giải thích thêm một lần đó là thầy ơi không phải là như vậy. Nhưng mà tất nhiên là chúng tôi sẽ làm một cái thật là nhanh gọn chứ không phải là làm lâu như mọi khi ạ. Sẽ đảm bảo cái thời gian hoạt động và không ảnh hưởng đến thời gian trong 11 điều một ngày ạ. Cho phép trong thời gian công chí đúng 2 phút, công chí lấy toàn bộ cái vật dụng. Nhưng tôi lưu ý để lại công chí sử dụng. Nhưng nếu công chí trong quá trình kiểm tra nội vụ vệ sinh không đúng quy định, chúng tôi sẽ tiến hành thu lại. Công chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Giang chú ý nha, đồng chí phải cắt móng tay nha. Thế à? Cái này nó là cái thuốc nhuộm tóc ấy ạ, không phải nhuộm tóc đen đấy ạ. Trong quân đội tất cả mọi người phải cắt, đồng chí lấy đồng chí Ngân, đồng chí Mai kia làm chuẩn. Đồng chí rõ chưa? Rõ. Đồng chí Mai cười gì đấy? À, em không kiểm soát được, em xin lỗi. À tôi xin lỗi.